đôi tay nhanh thoăn thoắt, vừa nướng bánh vừa múa như luyện công phu trong phim kiếm hiệp. Những khoảnh khắc này được chia sẻ lên mạng xã hội khiến không ít người trầm trồ, khiến tiệm bánh này đông không tưởng tượng được, đặc biệt là vào buổi chiều còn không kịp trò chuyện với khách. Đây là anh Đinh Trọng Hiển, 33 tuổi, quê ở Thanh Hóa, là chủ tiệm bánh. Anh chia sẻ đã vào thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm việc hơn chục năm nay. Anh Hiển tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, sau đó cơ duyên đến với nghề làm và bán bánh, rồi gắn bó đến hiện tại. Tôi mở cái tiệm bánh này thì khoảng cách đây 7 năm. Thì ngày xưa thì mình là có vào trong Sài Gòn này, mình đi làm bánh với chú. Thì tình cờ mình cũng học cái nghề và mình đam mê đó, và mình thích thú. Thì ngày xưa là mình đẩy xe mình đi bán. Mình đẩy xe đi bán dạo ấy, hoặc là đi bán bánh bò đường phố ấy. Đẩy xe bán thì xong rồi mình về rồi mình thuê một cái mặt bằng, mình mở ra mình bán. Mình bán dần dần thì quen khách thì tạo dựng lên cái tiệm bánh. Cũng theo chủ quán, nhiều thực khách nhìn thấy anh đổ bánh nhanh tay không khỏi thắc mắc vì sao phải làm như vậy. Anh giải thích đây là bánh truyền thống, thủ công, nếu làm chậm, bánh sẽ bị cháy. Như ngày xưa mình làm bằng than, bây giờ mình cũng phát triển nên mình làm hầu như là bằng điện hết. Có nhiều người lắm bảo sao phải gõ rồi xong rồi phải làm nhanh vậy, đúng không ạ? Thì thay vì mình nướng bánh, vì bánh này là bánh truyền thống mà bánh thủ công, bây giờ mình làm mà không nhanh thì cái bánh kia nó cháy. Ví dụ như mình lấy được một cái bánh ra thì cái bánh bên này mình bắt buộc mình phải nhanh để mình lấy tiếp cái này. Nếu mà mình chậm thì mình cháy bánh. Nói chung thì kỷ niệm thì năm ngoái thôi. Thì mình chế được ra một cái dàn khuôn điện mình tự làm. Mình tự làm cho mình luôn. Thì đấy là kỷ niệm lớn nhất, chắc là lớn nhất đấy. Thì thay vì ngày xưa mình nướng bằng than củi á, thì khi mà đốt lò lên khoảng tầm 6-7 cái lò thì nói chung là rất là nóng. Và đứng nó bị mất nước á. Và cho nên mình mới quyết định là sau mình không làm lò điện, mình chế ra cái lò điện. Chế ra điện thì nói chung là mình làm nhất là không có cực. Tại là cái đợt đấy là mình có bán trên app, thì trên app họ đặt 40 cái bánh bò nướng. Khi mà mình nhận được đơn thì mình không biết cái nào là làm sao mà nướng được 40 cái bánh bò đó. Còn nói chung là mình bảo là không làm được rồi. Cho nên là mình phải hủy đơn. Thì bán trên mạng thì lâu lâu có đơn vậy, cho nên là mình phải suy nghĩ ra làm bằng điện. Khi mà mình làm bằng điện, mình làm được nhiều lò lắm một lúc thì 40 cái bánh đấy mình nướng trong vòng khoảng tầm 20 phút thôi là xong. Còn nếu mà đổ bằng than thì chắc cũng phải mất được tiếng, 2 tiếng ấy, mới xong 40 cái bánh đó. Thì cho nên là cái nguồn bánh mình bán ra này không có đủ nhu cầu để cho khách mua. Anh Hiển làm tới 11 loại bánh thủ công, mỗi loại bánh sẽ sử dụng loại bột khoai khác nhau. Với bánh khoai mì, anh phải dậy từ 4 giờ sáng luộc khoai mới có thể xay, giã nhuyễn mới có thể làm được. Song song với việc bán trực tiếp, anh đăng ký bán online và không ngờ nhận được sự ủng hộ lớn của mọi người. Dù nướng bánh vất vả, nhưng chàng trai luôn nở nụ cười tươi, sáng và vui vẻ chia sẻ mỗi khi có người hỏi chuyện. Dù bánh được làm nhanh tay, nhưng chiếc nào cũng chín đều, mềm, thơm. Hàng ngày, khách ghé tiệm hỏi mua tấp nập, lắm lúc phải đến 17 giờ, anh mới ăn cơm trưa. Quay dậy từ lúc 5 giờ sáng, và làm bánh, làm bột, làm hàng, chuẩn bị bánh, cái thứ đóng ra rồi làm hàng, sáng, tối. Rồi bán hàng thì cũng ra phụ, bán bánh nè, rồi làm bánh phụ anh á. Cũng động viên anh là cố gắng thôi, với lại anh cũng yêu nghề cho nên là mình cũng theo mình cố gắng. Thấy anh lúc nào cũng nhiệt huyết, đúng rồi, lúc nào anh cũng gọi là tinh thần, cũng là không rất là tích cực à. Em thấy là anh đã số là tích cực không ạ? Anh mệt mà anh vẫn cố gắng làm. Tại giống như là anh thích, anh yêu cái nghề này. Nói chung là thi thoảng mình cũng nghĩ, từ hồi xưa thì em chưa bán nước thì có bán thịt Nhật. Khách nói chung là họ tới họ hỏi, chung họ quen rồi. Rồi sau lần bước sau thì họ cũng có lại mua. Tình cờ đi ngang thôi, tại bánh ở đây thấy ngon, đi ngang thì thơm. Cho nên là mình ghé và mình ăn cũng được vài lần, với lại anh chủ làm bánh chất lượng, sạch sẽ nữa. Cho nên là mình thích, nó béo, nó ngon, với lại nó đậm vị hơn những chỗ khác. Hồi năm ngoái đó cũng có trường hợp là mình sẽ bị thiếu, cho nên là năm nay mình rút kinh nghiệm mua sớm một tí, mà bây giờ nó vẫn còn bị thiếu nữa chứ. Đó, mình còn thiếu cuốn sách bài tập khoa học của lớp 5. Thì nói chung là cũng hơi khó khăn, đi lại cũng nhiều lần, chưa có tìm được đầy đủ các bộ sách cho cháu. Thật sự là trong hè là chị không kiếm được sách cho con chị, cho tới cái đoạn gần như tháng 7 thì bắt đầu mới có sách.
Nhưng mà không hiểu sao thì lớp 12 năm nay thì cái sách nó ra nó không có nhiều như là đầy đủ. Mà chỉ là ví dụ như là có những cái cuốn mà chị cần cho con chị thì lại không có. Đây là ý kiến của các bậc phụ huynh khi đi mua sách giáo khoa cho con trước thềm năm học mới. Theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, năm học 2024-2025, các khối lớp 5, 9 và 12 sẽ theo học chương trình và sách giáo khoa mới. Đa số phụ huynh sẽ đặt mua sách bằng hình thức đăng ký qua thư viện trường học. Tuy nhiên, một số phụ huynh không đặt mua qua trường mà tranh thủ tự tìm mua sách để con làm quen trước khi bước vào năm học. Mình cũng muốn chuẩn bị sớm cho bé và cũng sợ mà có một số sách nó bị thiếu. Do đó mình cũng chọn sớm cho bé. Có nhiều khi cái quyển sách đó nó khan hiếm. Rồi cho nên mình cũng muốn mình chủ động trước để mình có thể là chuẩn bị trước các bộ sách cho bé. Thường thì ở trường thì sẽ có những cái sách cơ bản thôi, nó sẽ không có đủ trong cái trọn bộ sách giáo khoa của con, cho nên là bắt buộc là mình sẽ đến những cái nhà sách để mình mua bổ sung cho các con. Tại vì mình cũng muốn khi mà trước khi cái hành trang con vào khai giảng vào trường á, thì con sẽ có những cái đầy đủ mà con cần thiết. Trong lúc các phụ huynh đang loay hoay tìm mua sách giáo khoa, đơn vị cung ứng và lãnh đạo nhà trường đều khẳng định sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ sách cho học sinh nếu phụ huynh đăng ký mua qua thư viện của trường. Ngoài ra, việc mua sách thông qua nhà trường cũng nhằm tránh trường hợp phụ huynh mua phải sách giả, sách trôi nổi trên thị trường. Về hiện nay thì cái việc cung ứng của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường, đều đặn và đầy đủ sách trong khu vực mà công ty đầu tư giáo dục Phương Nam được nhà xuất bản giao phân công, thì tất cả các đơn vị thì đều có cung ứng đầy đủ, thường xuyên liên tục hàng tuần đều được sách được kiểm tra và đưa đầy đủ. Còn một số phụ huynh có thể tìm mua một số nhà sách khác không thuộc cái hệ thống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, thì cái việc cung ứng của các đơn vị đấy có thể là nó chưa được kịp thời, cho nên là sẽ thiếu một số đầu sách, thì cũng có lời khuyên các phụ huynh là đến cái hệ thống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam để được mua sách đầy đủ nhất. Tới thời điểm này là nhà trường khẳng định là được sự chỉ đạo rất là sâu sát của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 6 và phòng giáo dục quận 6 là việc cung ứng sách giáo khoa cho các em học sinh tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông là đảm bảo các em đầy đủ sách trước khi các em bắt đầu khai giảng năm học mới. Thì ngay từ cuối tháng 5 chuẩn bị tổng kết là các em học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8 là phụ huynh đã có thể liên hệ thư viện tại nhà trường để đăng ký mua sách cho các em trọn bộ, và đặc biệt là nhà trường phát hành sách là không có phát hành thêm các cái tài liệu tham khảo để hạn chế việc các em phải mua quá nhiều tài liệu vừa tốn kém tiền mà cái thực sự ra là cái việc sử dụng cũng không được bao nhiêu. Còn riêng đối với các em học sinh lớp 9, do năm nay là bắt đầu áp dụng chương trình phổ thông mới đối với lớp 9 thì nhà trường đã tổ chức cho phụ huynh đăng ký ngay trong tháng 6, tháng 7 và dự kiến ngay trong tuần đầu tiên của tháng 8 này các em đã có thể nhận được bộ sách giáo khoa lớp 9 trọn bộ mà không cần phụ huynh phải đi mua ở các cái nhà sách. Hiện trên thị trường có các bộ sách Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống. Việc lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2024-2025 được thực hiện theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, điểm mới đáng chú ý nhất là các cơ sở giáo dục được trao quyền quyết định lựa chọn bộ sách giáo khoa, thay vì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định như trước đây. Dự kiến, năm học mới 2024-2025, học sinh các cấp sẽ tựu trường trước một tuần so với ngày khai giảng chính thức 5 tháng 9.